tổ ấm của Ronaldo đang đối diện sóng gió khi người đẹp Nater Charo de Rewes tố giờ 7 từng vụng trộm với cô vào thời điểm mới hẹn hò do Gina Rodriguez. Mới đây, Nater Charo de Riguez, một người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng ở Bồ Đào Nha vừa khiến dư luận ngã ngửa khi hé lộ về chuyện tình một đêm với Cristiano Ronaldo trên tờ The Sun, Anh. Theo lời Nater Cha, mối quan hệ giữa hai người diễn ra vào năm 2015 thời điểm Ronaldo vừa chia tay siêu mẫu người Nga Irina Sheik. Mọi chuyện bắt đầu khi cô nàng gửi ảnh chụp phòng ba của mình cho Ronaldo qua tài khoản Instagram và được CZ7 hồi đáp. Tôi gửi bức ảnh đó vào 1 giờ sáng và chỉ coi như trò đùa, ai ngờ đến 6 giờ sáng, Ronaldo cũng nhắn tin lại. Sau đó, tôi lại gửi đoạn vi, quay cảnh lắc lư trong bộ đồ lót. Ronaldo nói anh ta thích vòng ba của tôi, rằng anh ta muốn gặp tôi. Nater Cha cho hay, cứ mỗi lần nhắn tin qua lại, Ronaldo không quên dặn cô nàng gửi ảnh vòng 3, cho anh ngắm. Thậm chí vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 2016, CG7 từng mời Nater Cha đến căn hộ riêng tại Lisbon để tâm sự nhưng bị từ chối. Hai ngày sau, siêu sao người Bồ Đào Nha ra sân và ghi 4 bàn vào lưới Andorra ở vòng loại World Cup. Mai đến tháng 3 năm 2017, Nater cha mới đồng ý gặp mặt Ronaldo tại nhà riêng của anh và cùng CR7 trải qua một đêm cuồng nhiệt. Ronaldo cho tôi mã bảo mật căn hộ của anh ấy. Tin được không? Tôi đã ở trong căn hộ của Cristiano Ronaldo đấy. Ban đầu, tôi hơi run nhưng anh ấy đối xử rất dịu dàng, ngọt ngào và bảo tôi hãy tự nhiên như ở nhà, trích lời Nater cha. Nửa cuối năm 2016 là khoảng thời gian Ronaldo bắt đầu hẹn hò bạn gái Georgina Rodriguez đến nay cặp đôi vẫn chung sống hạnh phúc cùng bốn đứa con. Nếu đúng như những gì Nater Cha kể, rõ ràng CG7 đã lừa dối người đẹp 27 tuổi. Theo Nater Cha, sau đêm mặn nồng, Ronaldo yêu cầu cô giữ bí mật chuyện giữa hai người. Tôi rất thích em, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa. Đây là bí mật tuyệt đối, xin vui lòng giữ miệng. Hôn em thật nhiều. Tuy nhiên chẳng còn cuộc gặp mặt nào nữa, CZ7 đột ngột cắt đứt liên lạc với Nater Cha bằng cách chặn số và tài khoản Instagram. Chính hành động này của CZ7 khiến cô nàng tổn thương sâu sắc. Cách Ronaldo đá tôi, chặn tài khoản mạng xã hội sau khi cả hai vui vẻ khiến tôi tổn thương tới tận bây giờ. Dù sao đi nữa, tôi luôn cảm giác mối quan hệ này có thể tiến xa hơn, dù không thể trở thành tình yêu nam nữ. Cuối cuộc phỏng vấn, Nater Cha lên tiếng cảnh báo Georgina nên để mắt đến Ronaldo sau khi siêu sao 36 tuổi trở lại ánh khoác áo MU, Ronaldo quang tôi đi như quang một viên gạch và hoàn toàn có thể làm thế với Georgina. Ở Manchester hay bất kỳ nơi đâu tại châu Âu, cầu thủ bóng đá luôn được những người đẹp săn đón. Ronaldo sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bất kỳ cô gái nào, Georgina phải để mắt tới anh ta nếu thực sự muốn duy trì mối quan hệ lâu dài. Đúng là vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại nhiều tiền thật sự rất nhiều cám dỗ mong là CR7 có thể vững tâm thi đấu, mang lại cho người xem những trận cầu đỉnh cao. Clip hôm nay mình xin phép tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.